Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gà con VinFast bị chú Sam chặn đường đến máng ăn. Chú Sam chính là biệt hiệu và hình tượng nhân cách hóa của Hoa Kỳ. Hình tượng một ông già người Mỹ gốc Âu mặc lễ phục kỳ lê, đầu đội mũ chóp cao có hoa văn cờ Mỹ, sao và sọc. Thân hình cao gầy, để râu dê, phong độ tuấn tú, tinh thần khỏe mạnh. Hình tượng truyện tranh đó của họa sĩ nổi tiếng James vẽ cho Ủy ban Thông tin Công cộng và nó trở thành hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho nước Mỹ. Có thể nói rằng VinFast tiến vào thị trường Mỹ chính là tìm đường vào nhà chú Sam. Nhà chú này rất giàu, có một doanh nghiệp không chui vào được nhà chú Sam thì chưa gọi là một doanh nghiệp toàn cầu cho được. Những hãng ô tô của Trung Quốc dù có số lượng bán ra thị trường rất lớn nhưng vẫn chưa được xem là doanh nghiệp toàn cầu vì chỉ bán chủ yếu cho thị trường nội địa Trung Quốc và bán ra thị trường một số nước nghèo khác. Ngược lại, có những doanh nghiệp có doanh số không quá lớn nhưng đứng vững tại thị trường Mỹ thì nó vẫn là doanh nghiệp toàn cầu. Đi cửa chính không được thì VinFast vòng cửa hậu. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng nuôi ước mơ trở thành một doanh nghiệp toàn cầu. Ước mơ này được ông Vượng công khai trên báo chí và ông đang thực hiện ước mơ đó. Để vào được nhà chú Sam thì VinFast phải làm được hai việc. Đó là huy động vốn ở nhà chú Sam và chiếm lĩnh thị trường chú Sam. Huy động vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị từ năm ngoái và đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên mới đây, báo chí đồng loạt loan tin rằng VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã rút đơn IPO. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường huy động vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ theo cổng chính đã khép lại. Sau khi rút đơn, VinFast dự định sẽ nộp đơn đăng ký mới để niêm yết cổ phiếu tại Mỹ sau khi hợp nhất với Blake Sanders. Công ty mua lại có mục đích đặc biệt đã được niêm yết trước đó. Đây được xem là đường vòng, VinFast lách qua cánh cửa hẹp, bám vào doanh nghiệp mới sát nhập để lên thị trường chứng khoán huy động vốn. Uy tín trên thị trường vốn quá thấp và liệu VinFast có chút uy tín gì trên thị trường ô tô điện ở Mỹ hay không? Để phát triển doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vượng cần phải đảm bảo hai điều. Thứ nhất là nguồn vốn dồi dào. Thứ nhì là sản phẩm phải đủ khả năng cạnh tranh. Tại Việt Nam, VinGroup là vua. Doanh nghiệp này thao túng truyền thông, thao túng quyền lực chính trị nên tạo ra sân chơi riêng cho mình. Tuy nhiên, ra thế giới, những lợi ích đó hoàn toàn bị mất đi. VinFast bị đánh giá như là con gà con đang tham gia vào sân chơi của đàn cá voi chiến trên thế giới. Việc không đi được đường chính cho thấy uy tín của VinFast bị đánh giá rất thấp và chính VinFast cũng tự thấy mình không đủ khả năng đi đường chính nhảy vào thị trường vốn của Mỹ. Nên họ đành phải chọn cách đi đường vòng. Việc đi đường vòng cũng làm cho các nhà đầu tư tiềm năng cân nhắc khi xuống tiền mua cổ phiếu của một doanh nghiệp không được đánh giá cao. Xem ra nhà chú Sam không phải là nơi dễ xâm nhập đối với ông Phạm Nhật Vượng. Đấy là vấn đề huy động vốn, VinFast có uy tín thấp. Còn về sản phẩm, liệu VinFast có được sức cạnh tranh với Tesla, Hyundai, Nissan và rất nhiều công ty xe điện khác hay không? Thì át hẳn khách hàng Mỹ cũng đã có câu trả lời. Khi VinFast rời khỏi tổ kén của nó là thị trường Việt Nam thì xe của nó bị chê thậm tệ. Những lời trên này là rào cản rất lớn để VinFast có thể xây dựng thương hiệu và phát triển tại thị trường Mỹ. Cho đến nay, VinFast chỉ bán ra được khoảng hơn 100 chiếc xe, một số lượng như muối bỏ biển với thị trường ô tô tại Mỹ. Thị trường Mỹ được xem là máng ăn khổng lồ cho những doanh nghiệp toàn cầu. Tuy là máng ăn khổng lồ, thế nhưng không phải ai cũng có thể vào đó giành thị phần. Vào thị trường Mỹ không chỉ cần đủ năng lực mà cần phải có đủ uy tín. Phải là doanh nghiệp tử tế, còn nếu cà chớn Huawei của Trung Quốc thì sẽ bị triệt hạ ngay lập tức. Cho đến nay, VinFast vẫn đang chưa biết hòa nhập vào cuộc chơi toàn cầu như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Gà con VinFast bị chú Sam chặn đường đến máng ăn. Bị vỡ mặt vì quả đấm thép nhưng sao lại duy tu bảo dưỡng nó. Câu chuyện về việc ông Nguyễn Văn Dũng chiến thắng vẻ vang trong lần lấy phiếu tín nhiệm do Nguyễn Phú Trọng bày ra tại kỳ họp Trung ương 6 của Trung ương khóa 11 diễn ra vào hồi tháng 10 trước đây là do ông Trọng không thể thao túng được Trung ương Đảng gồm 200 người.
những người thuộc Trung ương Đảng thời đó đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng thao túng gần như hết. Trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị đưa ra luận tội lần đó, dư luận trong dân và trong đảng chống lại ông Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu thì lại hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã thắng. Nhiều người thời đó rất bất ngờ, nhưng có người cũng phân tích được tính hợp lý của nó. Ông Nguyễn Tấn Dũng là người tạo ra những quả đấm thép. Nếu ở các nước dân chủ với thành tích tàn phá nền kinh tế đất nước sau những cú đấm thép, thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể ngồi hết hai nhiệm kỳ được, bởi vị trí lãnh đạo do người dân quyết định. Nhưng ở chế độ của Đảng Cộng sản, ghế lãnh đạo phụ thuộc vào thế lực chính trị của người đó mạnh hay yếu. Cú đấm thép chính là các tổng công ty và các tập đoàn nhà nước được chính phủ lập ra, giao cho rất nhiều ưu đãi, rót vốn lớn và ký bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp. Chính với cách làm này mà Nguyễn Tấn Dũng đã đưa người vào trong nhóm lợi ích của ông ta vào các tập đoàn, và kết quả là nền kinh tế tan hoang. Trong khi doanh nghiệp quốc doanh bết bát, kinh tế tan nát, thì quan chức lãnh đạo doanh nghiệp lại giàu lên nhanh chóng. Điều này như là một sự thật hiển nhiên vậy. Có người nói những người được Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vào các tập đoàn tổng công ty ấy, họ chỉ ăn miếng nhỏ còn miếng lớn dành cho sếp. Đó là quy luật muôn đời trong cái thể chế đầy dẫy trò rút ruột như thế này. Tàn tích của những quả đấm thép đến nay vẫn đang còn đầy dẫy tại Việt Nam. Theo thông tin nội bộ lúc đó thì chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kim tiền. Nhờ đó ông thao túng được lá phiếu tín nhiệm và vô hiệu hóa chiêu trò của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông. Chiến thắng này đã được chúng tôi phân tích ở những bản tin trước đây. Hậu cú đấm thép của ông Nguyễn Tấn Dũng khiến chính phủ kế nhiệm phải duy trì 12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã bảo dưỡng và duy tu những quả đấm thép đấy để rồi nó vẫn trượt dài trên con đường thua lỗ lớn. Đó là tiền thuế của nhân dân bị mất đi. Đáng nhẽ nó phải được đầu tư vào những công trình phúc lợi, bệnh viện, trường học thì nay không còn nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc không loại bỏ nó mà lại duy trì nó để làm gì, để rồi nó trở thành nơi hút và đốt tiền ngân sách như vậy? Câu trả lời là vì quyền lợi của nhóm lợi ích. Mới đây, tờ báo Việt Nam Economy có bài viết gần một nửa trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương bắt đầu báo lãi. Không biết có thật là có lãi hay không, hay đấy chỉ là báo cáo cho con số đẹp. Theo các doanh nghiệp dùng hai hệ thống sổ sách khác nhau, thường vẫn hay làm như thế. Ông Phạm Minh Chính, người đang tôn tạo những tàn tích từ thời Nguyễn Tấn Dũng, cứ cho rằng gần một nửa số dự án có lãi. Vậy thì từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường cho đến nay đã là 7 năm, tại sao hai đời thủ tướng kế nhiệm vẫn cố duy trì cỗ máy đốt tiền ngân sách để làm gì? Đó là sự phi lý. Nếu nhìn bề ngoài thì khó giải thích, nhưng phân tích sâu, nó đều có nguyên nhân. Thực ra chính quyền không phải duy trì dự án, mà họ duy trì quyền lợi của những kẻ đã và đang hưởng lợi từ đó. Thông thường doanh nghiệp nhà nước mà thua lỗ thì quan chức tại đấy lại đầy túi. Mà trong chế độ này có ai sống bằng lương đâu. Dự án cho họ những đống tiền rất lớn để mà xây biệt phủ, dự án cho họ tiền để cho con cái đi du học ở nước ngoài, mang bất động sản mua ở nước ngoài. Và dự án cho họ có bữa ăn ngon ngàn đô như ăn thịt bò rát vàng chẳng hạn. Và đó là nguyên nhân chính để họ duy trì nó, dù cho nó có tan nát nền kinh tế đến đâu đi chẳng nữa. Nền kinh tế Việt Nam đã bị vỡ mặt vì quả đấm thép, nhưng với quan chức thì quả đấm thép lại mang cho họ những thứ ngon nhất để mà ăn ngập mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị vỡ mặt vì quả đấm thép nhưng sao lại duy tu bảo dưỡng nó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.